anh chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần. Vì hơn mấy lần vắng anh trời kinh đô, nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quên ai ghi bàn tay cho nằm trong lòng tay rồi. Biết nhau chiều hôm nay, xin nhớ mãi về sau này. Các bạn đang nghe một cái đĩa nhạc chép của Lệ Quyên CD các bạn nhé. Chúng ta đang chơi CD. Và đây là dòng Panasonic Made in Japan Boombox DT707 các bạn. Đây là một dòng cực cao và cũng rất là hiếm gặp. Chúng ta sẽ gặp những cái dòng đời thấp hơn, 55, 55, 77 vân vân. Con này là một hàng khủng tại cái thời điểm nó ra mắt các bạn nha. Với công suất rất là ấn tượng, chơi ở ngoài cái tiếng bass nó rất là sướng. Đây hệ thống của nó là dạng hệ thống BY, là bass, cái phần bass và treble riêng biệt. Nếu mà các bạn có chơi những cái dòng BY, là có nghĩa là hai dây loa của những cái dòng mini của Panasonic cũng như dàn chung của Panasonic, thì các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác cái tiếng bass nó đánh tách bạch, cầm trầm cộng hưởng rất là tốt. Và cái phần treble thì nói chung là khá là len keng. Cái tiếng dùng là cái tiếng là nịnh tai. Thì đây là những cái dòng đời đầu, và đặc biệt là những con boom box này, con DT707 này cho công suất rất là tốt và nó rất là nặng nữa. Có cái wire này các bạn có dễ dịch chuyển ra ngoài sân vườn hay là đi ra ngoài lên sân thượng này nọ để vừa chơi vừa nghe nhạc. Có thể gắn pin các bạn nha. Chúng ta có thể gắn những cục pin đại lớn ở phía sau á, pin đại nha các bạn, để chúng ta có thể mang đi dịch chuyển. Rồi chúng ta bật nhạc lên chơi là này. Nó tâm tư bâng khuâng, nghe chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi. Cái khay CD nằm ở bên dưới này. Đấy, một đĩa nhạc cũ và trầy nát luôn mà vẫn đọc tốt. Đây cái màn hình hiển thị chính ở đây, và hồi nãy mình có bấm thử cho các bạn xem cái tính năng preset equalizer, có nghĩa là chúng ta chọn flat là cân bằng, heavy, clear, soft, 4 chế độ chính, và chúng ta có thể chỉnh được super bass đây, và chúng ta sẽ xoay chỉnh bằng cái nút này super bass tới 10 nấc lần nha các bạn. Đấy, một con boombox. Và chúng ta có chế độ surround nữa nè. Nó hiển thị ở đây. Surround này các bạn có thể để xem phim, hoặc là thích nghe theo kiểu là âm thanh vọng á. Âm thanh nó tán âm ra xung quanh, cảm giác là không gian nó rộng hơn, nhưng mà nó có tiếng hơi vọng vọng nhẹ. Đây, cổng AUX thì chúng ta chơi điện thoại, máy tính, TV, chúng ta có thể chỉnh ở trên đó hoặc là chỉnh ở dưới này cũng được các bạn nhé. Đó các bạn. Con này FM Full Đài Việt Nam các bạn, 108, và có chúng ta có thể dễ dàng xoay chỉnh bằng cái phím này, rất là tiện nè. Đó. Rồi. Bây giờ chuyển qua AUX. Đó, mình test cái AUX để các bạn có thể nghe nhạc cổng điện thoại, máy tính, TV hay là cổng thông dụng các bạn nha. Mình sẽ tặng kèm khi các bạn mua máy DT707 của Panasonic Made in Japan. Khá là sâu. Đang tên các bạn nhé. Để chúng ta dò đài dây AUX nè. Đây học này học gắn pin nè các bạn nhé. Khá là lớn. Rất là
nhiều pin. Đây là cổng này, cổng micro. Micro các bạn nhé. Để các bạn có thể gắn cái micro vào để các bạn có thể nói hoặc là ca, vâng. Chúng ta đang chơi ở chế độ clear là sáng tiếng. Phía sau có cổng micro để các bạn có thể gắn micro karaoke, nói chung là chơi đơn giản thôi, hoặc là để các bạn làm một cái loa thông báo. Đấy. Và bề ngang con này nãy mình vừa đo là tầm khoảng 73 cm các bạn nha. 73. Chiều cao tới đây là 21. Chiều cao không có mở nắp là 21. Còn chiều cao mở nắp là 33. 33 các bạn nha. Tới đây là 33. Đấy, các bạn dễ hình dung. Và còn chiều sâu là 28 cm, cũng khá là sâu các bạn, 28 cm, cao tới đây là 21, ngang là 73. Đấy, quầy sách rất là gọn, rất là nặng nha. Hệ thống B-arm âm ly tách biệt và bốn củ, hai cái lỗ thông hơi là hai bên là đối xứng nè, cho hai cái loa nè. Đây là cổng tai phone, các bạn có thể gắn tai phone vào nghe qua cái đầu này, đọc lại nó cũng rất là hay. Nếu mà chúng ta đóng lại thì tính năng phím ở đây cũng khá là đơn giản, còn chúng ta muốn mở rộng ra thì mở cái này đó, nhìn nó rất là xịn sò, nó ra vào rất là nhẹ nhàng. Mặc dù đã tồn tại rất là lâu rồi và cũng thiết kế được vài chục năm rồi, nhưng mà cái cách họ đi làm trước chúng ta cũng khá là xa. Và bây giờ chúng ta test qua cái băng các bạn nha. Nút test nè, rồi hai cái nút chuyển băng trái phải nè. Rất là trong luôn á. Cái tính năng hoạt động hoàn hảo luôn các bạn nha. CD, cassette, tuner và AUX. Đấy, và ngoại hình nói chung là so với thời gian thì con này cũng còn rất là ok rồi. Và đây là một dòng rất là cao của hãng DT707 của Panasonic BY, đánh 2 cầu. Với kích thước cũng khá là khủng và công suất thực tế ở ngoài rất là tốt các bạn. Nó là một cái mặt hàng mà các bạn có thể vừa thưởng thức âm thanh mà cũng thể vừa sưu tầm nữa các bạn nha. Cái tính năng nó chạy còn đủ như vậy cũng không phải là dễ, để chúng ta có thể chơi được cả băng cassette và phần CD. Còn cái phần AUX thì các bạn chơi điện thoại, máy tính hoặc là TV. Và nếu các bạn có thể gắn thêm cái USB Bluetooth nữa hoặc là cái box Bluetooth vô nữa thì các bạn có thể kết nối từ xa cũng rất là tiện. Đấy các bạn, để ngoài sân vườn chơi cũng khá là ok nha. Mình sẽ test một bài nhạc trữ tình nữa trước khi kết thúc cái con Bana ngày hôm nay. Con này chơi được nhiều thể loại nhạc nên không có ngại trữ tình, hòa tấu hay là cả nhạc mạnh đâu. Vậy thôi, nếu mà còn thiếu nhạc mạnh thì mình chơi nhạc mạnh luôn. Các bạn chờ mình xíu nhé. Mình nhạc test loa ở trên YouTube.
Go check đặt go vai ngay. Go go go. Bác cực kỳ ấm luôn. Ok, cảm ơn bạn lắng nghe và theo dõi. Hôm nay chúng ta test một cái dòng Panasonic DT707 của Made in Japan. Các bạn nếu cảm thấy thích thì hãy bấm like cho mình nhé. Và có thể tham khảo thêm trên Facebook, Zalo cũng như là website hanoidienhietvu.com. Ở bên dưới mỗi video đều có thông tin giá thành và thông số kỹ thuật, cũng như là cái hình thức thanh toán, vận chuyển đầy đủ. Các bạn hãy tham khảo nhé.